Ở các tập trước, búp bê Squid Game đã thể hiện sự độc ác của mình trong các trò chơi. Nhưng nếu búp bê không còn tàn bạo và cũng cần được yêu thương như những cô gái khác, thì liệu cô ấy có cơ hội không nhỉ? Anh ơi, em giao hàng Shopee ạ. Kiểm tra xem. Vậy em xin phép về ạ. Đứng lại. Dạ, sao vậy anh? Mày không định lấy tiền à? Em xin. Từ từ đã. Lại chuyện gì nữa vậy anh? Tao phải kiểm tra hàng đã. Chủ nhân, tại sao lại có bút này trong túi? Đúng là không có gì có thể qua mắt được thủ lĩnh tổ chức Squid Game. Đây là cái bút nghe lén công nghệ mới nhất tôi đã đặt vào đấy. Đúng là xịn thật. Nhưng vấn đề là tao không có đặt nó. À, em đùa tí thôi, anh thấy vui không ạ? Chúng mày có thấy vui không? Này thì vui. Dọn dẹp sạch sẽ đi. Đồng chí Mạnh đã hy sinh. Chúng ta không thể để đồng chí hy sinh vô ích được. Theo nguồn tin thu thập được thì thủ lĩnh ở đấy rất nghe lời búp bê. Vậy chỉ cần chúng ta tiếp cận búp bê là có thể lấy được bằng chứng bắt lấy hắn. Hai người bắt tay vào thực hiện đi. Người hãy đi xử lý toàn bộ những người chơi thua trò chơi. Vâng, thưa chủ nhân. Bố. Con gái vừa đi đâu về đấy? Con vừa đi chơi về ạ. À. Hóa ra búp bê là con gái của thủ lĩnh. Chúng ta nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Các ngươi hãy mặc trang phục này vào tham gia trò chơi. Mặc như thế này làm sao mà chơi được? Thôi, đi thôi. Trò chơi đèn xanh đèn đỏ, chuẩn bị. Sếp, sếp làm gì ở đây vậy? Tôi đến để hỗ trợ hai người. Trò chơi chính thức bắt đầu. Tôi bị loại rồi. Hai người cố lên. Nhớ phải giành lấy giải thưởng. Đường đó, mày chỉ cần làm anh hùng cứu mỹ nhân để tiếp cận nó. Wow. Em gái, em đi đâu đây? Anh là ai? Tôi không biết anh. Anh đi ra đi. Thời cơ đến rồi. Chuyện gì vậy? Cô chủ, thằng này nó bắt nạt cô chủ à? Không phải đâu, tất cả chỉ là hiểu nhầm thôi. Cô chủ cứ đi đi, để tôi xử lý hắn. Hiểu nhầm thôi mà. Sếp, sếp có sao không? May mà em không ra, chứ không cũng bị đánh cho tơi tả. Cậu, tặng em này. Em yên tâm, không có độc như trong truyện cổ tích đâu. Em cảm ơn anh. Xong làm sao nữa?
thực hiện phương án 2 đi. Em có thích xem ảo thuật không? Em có. Em nhìn đây. Chết rồi. Anh tặng em. Wow, cảm ơn anh. Anh đúng là vừa đẹp trai vừa tài giỏi. Bước, con xin giới thiệu, đây là bạn trai con. Sao bạn trai của cô chủ nhìn mặt già thế? À, do tôi không dưỡng da nhiều nên mặt nhanh lão hóa đó. Bố có chuyện cần bàn bạc, hai đứa lên nhà chơi đi. Đây là phòng của em. Ây, tự dưng anh thấy đau bụng quá. Anh đi đi, nhà vệ sinh ở kia kìa. Cậu đang làm gì vậy? Cháu đang tìm nhà vệ sinh, nhà bác rộng quá nên cháu vẫn chưa thấy ạ. Cậu đi hướng này đi. Việc tiếp cận búp bê là thật, nhưng nên nhớ tình cảm chỉ là giả. Nhưng mà... không lẽ cậu có tình cảm với nó thật sao? Tôi sẽ hoàn thành sớm nhiệm vụ này. Tôi đang nắm giữ bí mật của cậu, hẹn ngày mai gặp. Là tin nhắn của tên thủ lĩnh. Cậu yên tâm, sẽ có người hỗ trợ cậu. Ông hẹn tôi ra đây có việc gì? Cậu nghĩ tôi không biết cậu là ai sao? Còn tôi thì đã có bằng chứng phạm tội của ông rồi. Tất cả ở trong này. Đã vậy thì cậu không thể sống sót ra khỏi đây được. Tất cả đứng yên. Đây là địa bàn của ta. Các người nghĩ thoát được sao? Không. Bố không được làm hại anh ấy. Con có biết là nó đang muốn giết bố không? Không phải. Con tin anh ấy. Chính bố đã tổ chức ra trò chơi này để hại người. Nếu bố không dừng lại thì Con sẽ chết ở đây. Khoan đã. Bố sẽ nghe lời con. Còn nhớ chăm sóc tốt cho bản thân. Còn cậu không được tổn thương con gái tôi. Không thì đừng trách tôi ác.